Restart. Ok, hello tất cả mấy anh em đang xem stream nha anh em ơi. Hôm nay thì chắc là sẽ PK bàn cổ. Bây giờ mọi người đang tập trung lực lượng rồi. Bây giờ phải định vị. Nhận cái định vị một cái. Nhận hỗ trợ hàng ngày. Đâu rồi ta? Đây. Thêm bùa. Ok, bây giờ lên đường để mà đánh ma bàn cổ thôi. Dọn cái kho cái còn tới 5 phút nữa, 5 phút nữa bàn cổ mới ra lận, thông thả thôi. Hello mấy anh em mới vô xem stream nha anh em ơi, đây là Thiên Long Phát Kìm nha. Hello mấy anh em ở trên top top nè, dạo này like top top thì cũng có cái lượng tương tác khá là ok. Dọn cái rương để một tí nữa còn lụm nhặt đồ kia đấy. Ok, hôm nay chắc chắn là sẽ có đánh nhau nên là chắc là em không có để full full hiệu ứng nha anh em, chắc là ẩn hiệu ứng đi á. Ẩn hiệu ứng đi. À bây giờ tập trung đây. Đâu rồi, môn phái khác. Võ đen. 8:30 đi bạn cổ sẽ ra nên là bây giờ tập trung trước. Hello anh Hoàng Trọng Tuân nha, hello tất cả anh em đang xem stream nha anh em. À có đánh nhau rồi nè. Trước tiên đánh nhau để búp cái đấy. Để tí nó ra ngoài đó chết yểu nữa. Mấy cái hạt này có auto kỹ năng hết chưa ta? Nga mi. Tí điệu, tí âm nhạc. Tí âm đàn, rồi ok. Hello anh Golden Coin nha. Golden Coin hả? Đúng không? Đặt má. Không biết đặt được đúng tên ta không nữa. Golden Coin hả? Thank you anh đã follow Tướng Lõ. Mấy anh em tập trung đâu rồi? Em không on Discord được. Đã đúc ban rồi hả? À, đã ấy đúc ban rồi, đúng rồi, đúc ban thì mình vụt thôi. Ê, hạt nào là bắn đâu vậy? Vải trưởng. Ê, hạt nào bắn vô máu vải. Đúng rồi, 35 kim sơn nè. Dồn 35 kim sơn đi. À, con vỏ đen của mình đâu nhỉ? Vẫn không chối được 35 kim sơn nha. Được đánh cái hướng này hơi khó cho mình rồi. Biên bản Thiên Long quá, chả biết chơi bản nào. Ờ nhiều bản mà Khoa, anh Khoa. Cứ bản nào anh em thấy ok anh em chơi thôi. Kính hồ định vị. Một mặt nó đã đi rồi, một con Ami đã gãy. Nó đứng ra bên bên cái thế này đánh qua khó quá. Tại có một mình em đứng bên này à.
Dạ. Xong nhiệm vụ rồi. Hồi nãy là mình có phù hơi ngu. Cái phù pha kia thì hơi 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 gãy quá, để định vị bên này đúng hơn nè. Hello anh Hùng nha. Hôm nay có bật có BK này anh Hùng. Ba tiên lý lùi phía sau rồi, đang vượt nhau. Mới thấy màn hình đen xì là thấy mạnh bà thế kia. Ủa? À, ê chết, em chưa chuyển cam hả? Sorry anh em nha, trời ơi chưa chuyển cam anh em ơi. Cửa sổ. Đây 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 đây, mẹ đang vượt nhau cỡ này đây. Em chưa em quên chuyển cam. Lỗi em, lỗi em, lỗi em. Khá là đông đó. Ẩn hết hiệu ứng rồi mà còn lắc cỡ này nè. Tiên Long Johan đang bị đang ấy sao bắn không vô máu ta. Để trên top top anh em. À top top anh em vẫn đang xem live trên kia. Johan. Johan gãy. Ok, trước mắt thì mình tạm là an toàn cho đến cái tour đầu tiên. À còn vàng ở đây nè, vàng phủ à, đúng không? Để coi, để chạy ra tải game. Hello, hello anh. Con. Ừ, cái máy chủ này anh em coi open được 3 năm rồi anh em. Vừa mới sinh nhật 3 năm hôm ngày hôm qua. Nhưng mà event có một tí trục trặc nên là đang update lại. Chị liệu, để bây giờ em về em đón hai Nga Mi của em lên nè. Hai Nga Mi nẻ lỏ quá. Đại lý. Hello 15 anh em đang xem trên top top nha anh em ơi. Đây là Thiên Long Phát Khiền nha anh em. Con này ra được 3. Con này duy trì được 3 năm rồi. Nếu anh em là muốn tìm một cái bến đổ lâu dài thì welcome luôn. Anh em có thể bắt đầu từ server 7 tháng là lục bạch thần kiếm nha. Còn tiên nhân chí lộ là được 3 4 3 năm rồi. Hello anh Võ Thanh Linh nha. Hôm nay bàn cổ. Ừ đúng rồi, hôm nay bàn cổ mà. Bàn cổ nên anh em on đông mà đúng rồi. Bây giờ là phụ lên lại nè, kính hồ. Ok, bàn cổ ra rồi nha, giờ phù lên ăn bàn cổ luôn. Để coi nếu mà còn còn rắn thì ăn rắn, không rồi đánh bàn cổ luôn. Ok, bàn cổ ra nè. Ủa, tại sao nó lại lên ngựa ta? Để em check cái coi tiện ích. Tí em đang, tí em chết. Phải cho nó chết xong rồi nó đứng nó treo luôn á, nó không còn phải lên bãi nữa. Bó đông quá chỗ kia cấp làm 4 4 5 bạc ti hơn anh. Hiện tại chắc bên để em check bên family overnight hiện tại là 10 bạc ti nha. Hiện tại đang có bên bên em đang on cỡ 10 bạc ti. À rượu chuối, đặt rượu lên rồi. Đặt rượu khá là khỏe nên là của em bắn còn không có thấm lắm. Bắn được có mười mấy ca thôi, mà này tầm một hai ca máu rồi. À giữ giữ. Để kéo cái vàng để kéo vàng xích vô xíu hồng sen tử. Tại vì vàng hơi yếu anh em, đứng đứng ở ngoài thì không có ok lắm. Hôm nay boss đông anh Thái ơi, mai anh em bạn cổ mà. Hello mấy anh em ở trên top top nha anh em ơi, đây là con Thiên Long Phát Hiền nha mọi người. Máy chủ 3 năm tuổi. Ô, hôm nay lượt tương tác ok lá nhờ. Bình thường like đâu được nhiều người coi đâu. Hôm nay có vẻ như là cái like này được lên xu hướng cái sao đó. View tăng hẳn. Hình như là nếu mà like đều thì nó sẽ ok hơn. Diễn hành xong quyết. Hai con Ami thì em không có auto đánh, để auto chính thôi. Máy chủ anh em đang coi là lục mạch thần kiếm nha. Open được 7 tháng rồi. Hiện tại thì không có on cái auto LTC nên là không có mở mở rương được, chắc là click tay quá, click tay thôi, click tay từng ăn kim tàng ti nè, mời cái kim tàng ti đã vô rương vải bông nè.
Có đánh nhau không hay là anh em thôi anh em cứ việc vụt nhau đi để Tuấn ở đây mở rương cho. Ố mẹ mình mở nhầm cái rương của Kính Hồ hả? Ảo vậy? Mở nhầm cái rương của Kính Hồ anh em ơi. Ảo thiệt. Nó nằm ngay chỗ này nên là không có phân biệt được cái nào là rương của Kính Hồ, cái nào là rương của ấy. À có vụ linh dịch. Vụ linh dịch là ngon rồi. Lút nhanh, mấy ông kia này mở ô tu không à, nhanh tay lẹ chân vãi. Cái này mình mở được không ta? À cái này nó bị góc lắc rồi. Ok, bây giờ là ra vụt nè. Rất đông luôn. Chu tiên trận cái nè. Xong mà bay ra nè, đứng tiến đầu đứng không nổi nha. Vàng là vàng cùi, đứng tiến đầu chết. Để cho mấy ạc ạc siêu boss đứng tiến đầu đi, mình chỉ cần đứng phía sau bắn phụ đam nè. Ok, ạc cà phê trồn 9x2 nè, dồn nè. Dồn ạc Kamagami cũng không chết nữa, căng vải chữa. Ui, anh em có thể thấy là đông chưa, đông chưa. Đó, cái nhiệm vụ của Tuấn Lõ là chỉ có nhiêu đó thôi anh em. Nhiệm vụ của Tuấn Lõ chỉ có nhiêu đó thôi, cứ bay lên bay về thôi. Hiện tại đang còn hai ạc đang ở đây, một ạc Thiên Long với ạc Ngami. Để cho ạc này chết. Ạc này chết luôn. Để mà còn về nữa. Đánh mát kiểu này bật cái định hải cho nó dễ ha. Nhưng mà được định hải hồi rồi nè. Thiên Lý đây mình dưới đất 2. Dồn hai Thiên Lý nè. Một bộ sinh hoa lên. The One đang đứng ôm đam khá là căng. The One là the boss Nga Mi hiện tại của server nha. Hiện tại đứt máu của The One rất là trâu luôn. Ê hết hết cái gian hành rồi. Má biệp được chứ. Lo BK quá không để ý cái gian hành anh em. Cái gian hành nó hết mà không để ý. Ơi bây giờ phải phù lên lại. Tại vì ắc cây chết rồi nên là bây giờ phải phù hết nguyên team lên lại từ đầu. Đâu rồi ta? Đây. Bút lên cái. Hello tất cả anh em đang xem stream nha anh em ơi. Bút hiệu ứng lẹt thần đồ. Tí âm nhạc, tí em đang. Chỉ liệu còn ác nào nữa không ta? Tí ca sĩ, tí họa sĩ. Đây, BK đã đấy nhỉ. Hôm nay có kèo nên BK nó ok la hơn xíu. Được thở sông thố rồi. BK như vậy nó mới vui, dùng kiểu đánh đánh ấy quá không có vui. Bây giờ đánh lai rai tới tới giờ của boss Kính Hồ luôn là được, là ok luôn á. Cái auto là tên CLCT nó để là đồng ý phù tổ đội mà sao thấy nó không đồng ý, có vẻ như nó không đồng ý lắm. Để kéo vàng vô đây đi cho nó đứng xa xíu. Chắc là đợt này sẽ không bay nữa nha, bay thì dễ chết quá. Bây giờ mình ta ghét chúng ai là mình lụm người đó thôi chứ khó ăn quá. Hello Liệu Ăn Bún nha. Hello tất cả anh em đang xem stream nha anh em ơi. Hello 30 anh em đang xem stream ở trên TikTok. Tuấn Hải chấp minh đúng lỗ này. Ok bây giờ là bay được rồi nè. Full tản công nè. Chu tiên trận nè. Ơi mẹ. Vứt cái chu tiên trận ra ngoài rồi. Hello anh Hy Vọng. Hello Hy Vọng nha. Trai gái không biết nữa, nhìn cái avatar nhìn không có phân biệt được. Đâu rồi cái chu tiên của tôi đâu rồi? À đây. Hình như vừa kịp để quăng ra luôn hay phải. Vẫn hình như là vẫn còn một con Ami đã gãy rồi. Chết, chết một con Ami rồi. Anh em thấy đánh tiêu dao cái cây nọ nó hồi nhanh không? Tại vì mình bật cái định hải ra. Cái định hải hồi mana rất nhanh luôn. Bây giờ mình bào được rồi nè. Bây giờ vắng bớt bớt người rồi nè. Rồi còn có mỗi The One, Ami The One thôi.
Mày đầu quan khỏe cực kỳ luôn nha. Mọc kê này hay là sao mà miễn dịch đây? Ở đây à, còn giữ em lưu em giữ này kia đây nè. Ô nãy giờ mới có mạng. Hảo đi chứ. Ok, sạch bóng quân thù. Con bé vẫn còn nguyên. Hello anh Quân. Tết nhất sao rồi anh Quân? Chuẩn bị lúa chưa? Chuẩn bị lúa ăn Tết lớn chưa? Con Nga Mi để cho nó chạy lên. Bây giờ ra lập kính bót kính hồ luôn chứ đợi gì nữa. Đúng rồi, dàn trận ra đi. Khoan, để định vị cái. Đi tới đâu định vị đó cho nó khỏe. Môn phái khác à, đi từ mộ dung ra đi. À, à. Hay vậy. Phù một cái là ngay ngay giữa luôn hả? Bị tấn công rồi. Dàn qua đi. À, 35 LV. Bế ông lại cái. Ôi má, đau thực sự. À, Lạc Dương đúng không? Lúa gì nữa em ơi, hai củ đủ cái Tết. Gì mà hai củ mà đủ cái Tết, nghe bi quan vậy. Đại gia mà hai củ gì, chục củ chứ ăn Tết gì hai củ. Họ xin lẹ lên lại nè. Hello tất cả anh em đang xem stream nha anh em ơi. À, kính hồ. Nhau nữa hả? Đang gom tiền VNG làm kèo ngon quá hả? Gắt dậy VNG luôn hả? Một bán. BK là phải kiểu như là để cấu hình như vậy nó đỡ lắc. Nhưng mà để full cấu hình thì nó đẹp thiệt á, nhưng mà nó lắc bảy chưởng luôn. Cái con auto là CT nó cũng ngon đó, nhưng mà nó lâu lâu nó hơi ngố ngố đấy. Nó có hay tự lên ngựa xong rồi nó cái đứng lên đứng ngoài trên ngựa luôn mà nó không có xuống. Xà hình nê nhân vẫn còn hả? Tưởng đâu nãy giờ xong rồi chứ. Đi kiếm còn con nào không? Xà hình nê nhân hình như nó có cái tọa độ cố định hay sao á. Cái này có không ta? Kéo dàn auto mà đánh cũng không có thoải mái lắm, tại vì lúc mà mình bay vô mình tản công được cái kiểu á, là cái mấy con Nga Mi nó sẽ đi theo. Mà đồ của Nga Mi đi theo là CT nó định vị nó đánh rồi thôi, ai mà chịu gì nổi. Tại vì cái auto LCT là nó ưu tiên đánh Nga Mi không à. Giả mang gì vậy? Tí âm nhạc. Tí ca sĩ. Ủa còn mấy kia của tôi đâu? Ủa à, tí điệu là sao nó không đánh ra? Đánh theo cây. Tí ca sĩ, đánh theo cây, tí âm nhạc, đánh theo tí em đang đánh ok rồi.
Chỉ cần on đông đủ là on ăn con bàn cổ là dễ mà. Một con được gì đây? 100 kim nguyên bảo cố định à? Chuẩn cụ yếu quyết. Đặt một bán lụm hả? Ngon. À còn một con xà hình đi nhân nè. Mất bằng cổ của tôi rồi sao? Sau 11 giờ là sẽ kéo dàn về lại family. Bên này thì anh em cũng đông đủ rồi. Giờ tới Tết thì chắc cũng sẽ rất là bận nên là thời gian on thì có buổi tối thôi. Bên ngày là chắc phải nhờ cái anh nào đó on. Má đã giảm hiệu ứng rồi đó mà còn lắc cỡ này nè. Giả man gì chứ. Đã giảm hiệu ứng rồi đó nha. Lăm ạc đang ngon. Coi như là cỡ 10 bạc ti. Có cả như là có đạp cả đỏ là đập nữa hay sao nữa. Bãi nào đi, bãi nào vậy? Mấy anh em đang on Discord. Call nhau ở trong đó, mình không có on Discord nên là mình không có nghe được thông tin gì hết, mình cứ chạy mù á. Chỉnh là máy lạnh chưa em? Chỉnh là máy lạnh chưa? Ok, để 29 đi. Để máy lạnh 29 đi. Máy lạnh lắm. Liệt thỏ điện tâm. Golden coin để chạy ra tải game. Tầm này chắc mấy ăn cà lon. Mấy ăn cà lon chắc đấm mình không thấm. Ăn cà lon mà đi đi độc. Đấm mình chắc không thấm đâu. Phải giảm kháng trên trên 400 trở lên mới đấm vô máu được. Cà lon ra là bẻ cổ liền. Đó đồng đó, bây giờ bắt đầu anh em để kéo lại đồng dữ vậy. Đây là over hết hả? Có hạt nào đỏ không? Không có hạt nào đỏ. Anh cũng cà lon đi đồng đang muốn bán nè. Thôi mấy hạt cà lon đó thì khỏe rồi. À phải chạm rồi. Rượu đi sao để mình bắt ăn rượu. Kháng rồi. Bị miễn dịch rồi. Rượu miễn dịch rồi. À này hết miễn dịch rồi nè. Vô. Ok. Đứng ở đây bắn qua thôi chứ không dám lên nữa rồi. Ai lắc quá anh em ơi. Mà chứ cũng phải bay lên chứ. Chết mẹ hết cái gian hành. Hy vọng mình sẽ không gãy. Ok, còn ổn. Nhưng mà Ngami của mình nó sắp đi rồi. Rồi một con Ngami. À con võ đang đi hả? Đù gì mà Ngami không chết. Liệt
Lý cá tiếu nè. Khó nha, nếu mà không bay vô tấn công thì cái kiểu này rất là khó để mà dồn mấy ông này. Cho xịt tí máu nè mấy em. Còn một con Ngami. Con Ngami này chắc là sẽ bỏ theo sau á, để nó theo sau một hồi cho nó chết. Tí y sẽ bỏ theo sau cây. Ok, ổn rồi. Tự tin đánh hơn rồi đó. Tại vì mình bay vô mình sợ Ngami nó theo không kịp. Không, Ngami tiểu giao là cứ bay vô bay ra thôi. Đợi cái đợi kinh đào nó hồi cái. Chết mẹ, phía sau có boss rồi. Boss ra nó xoay phía sau là cà lon mình chịu không nổi. Rồi, Lý Cao Tiếu bị đỡ bế rồi. Tầm này mấy anh boss khó chơi lắm. Võ đen tiêu dầu. Cà lon võ đen nó bế ghê lắm. Hết người rồi, bây giờ xoay sang đánh boss đánh quái rồi. À, mấy anh em kia phù lên đó kìa. Chịu không nổi. Ơi, cho em xin tí máu nào. Hy vọng là mấy si boss không đụng tới mình. Đụng tới là mình đi á. Con Ngami còn sống không? Ok, Ngami vẫn còn ở đây, ổn. Chỉ cần con Ngami đứng dưới này vẫn còn ở đây là ổn à. À, bật ti dự phía sau kìa. À, vẫn có cái bàn phía sau bọc hậu. Ổn. Tự móc phía sau mà không có ai thủ là hơi căng. Ngami sinh lai. Ok, con Ngami của em vẫn còn đứng ở đây. Ngami vẫn đang còn trụ ở đây khá là tốt. Quá lắc luôn á. Mèn đét ơi, lắc chữ vậy. Giờ toàn 2 mét máu, 1 máu chẳng cà lon. Ừ đúng rồi, 1 máu thì 1 mét máu thì chẳng cà lon. Nhưng mà đó là S1 thôi. Còn S3 thì vẫn ấy mà. Ý S2 chứ, S2 với 1 mét máu mình khỏe 7 trưởng rồi. À, phía sau bị móc kìa. Chú bé trận đồ luôn nè. Bé trận đồ nó mới máu. Đó, tối nào cũng phải giao luôn vậy nó phải vui không. Gì đâu mà ôm thành hơi lâu. Bao nhiêu máu cái tính này em. Sáu vẫn 600 mà anh Bình ơi. 600 với 11k một tính à. Em vẫn chưa gom kim tinh thạch với lại ly hỏa về ạc chính của em. Đang để cà lon á. Để 1 tuần gom lần luôn. Nhưng mà 1 tuần em cày được cỡ 1-2k thôi. Không có nhiều. Cày đủ xài. Chứ không phải kiểu mà cày bán mạng. Cày bán mạng thì chịu thua. Thiên Long phải lên lò Tuấn nha. Thiên Long phát hiện nhanh lò Tuấn ơi. Thiên Long phát hiện em có gắn cái logo ở trên cái màn hình đó. Mấy chủ 3 năm tuổi nha. Để nhờ admin chuyển cái khung này. À mà cái khung này cũng đang hợp lý mà đúng không? Event 3 năm tuổi. À vẫn đang còn đánh nè. Ai đây? À ạc ruộng chuối à. Nó hiện ạc ruộng chuối giờ là tầm này cũng đang khỏe lắm. Em bắn không vô máu được. Ngami phía sau, xuyên tủ nè. Dọn Ngami trước đi. Lần đầu tiên đánh đánh map mà hết mana mà chưa hết máu.
Ông khỏe chưa? Ok, dính đít hai là coi như đi rồi. Thằng này chắc cỡ phải một vết máy máu á. Ok, thôi về, về đón vàng cà lon lên. Còn boss không ta? Hình như 5 năm còn boss thì phải. Hình như 5 năm còn boss. Ủa con nè. Bao hết map rồi rồi. Thôi phù về đi, phù về cái là tích. Cho cái vàng phun máu cái tí họa sĩ đi đón ông cố nội này hết hết ấy rồi, hết phù rồi. Rồi lên lại kính hồ, chắc là lên hẳn 5 năm luôn á. Chung ở đâu rồi? À, mới lờ đi xíu mà đi đâu mất tiêu rồi ta. 56. Vậy mới lờ đi tí nên em nó hết trơn rồi. Hello anh Thế Anh nha. Hôm nay có BK nè anh Thế Anh, vô trễ quá, quýnh xong luôn rồi, quýnh xong kèo luôn rồi. Ok, đảo hả? Hết bàn cổ rồi. Hết boss luôn rồi, hết boss kính hồ luôn rồi, không biết giờ làm gì nữa ta. 55. Có mấy anh em mình giật còn gì đánh nữa không? Chắc là còn đợi tới hồi tới mốc 19 giờ hả? 9 giờ mấy? 9 giờ mấy đánh tiếp thôi chứ giờ còn gì nữa đâu. Bên kia thì không có Thiên Sơn rồi đó. Không cần phải đặt cái định hải ra làm gì hết. À, Nga Mi ở đây nữa. Nga Mi chưa có cho nó theo sau. Giáng đốc rỡm lại nó phép rồi. Sao anh Toan? Ngày mai em kéo tối nay em 11 giờ em ao ba em kéo ban về, em kéo mặt em kéo vàng về family anh Tê chạy phó bản cho em nha. Ban ngày anh Tê chạy chạy phó bản cho em. Ban đêm em on, ban ngày anh Tê cái việc on. Hết rồi hả? Đâu còn gì được ăn nữa đâu. 9 giờ rồi. Giờ toàn 2M máu. Ở S1 á hả? S1 giờ toàn 2M máu hả? Xong rồi đâu còn gì nữa đâu. 9 giờ, chắc 9 giờ đợi ăn ép tặc luôn quá, trẻ tặc luôn. Cái auto là ý gì gờ auto nha, nó chạy ép tặc cực kỳ nhạy. Còn cái auto LCT á mà nó kéo vàng mà nó kéo kiểu như là nó đánh con xong nó lên ngựa, đánh con xong nó lên ngựa. Nó mất thời gian vãi chưởng luôn á. Còn để đâu
Đâu rồi? Đấy. Điểm bang hội 21 điểm. Hẹn gặp ngồi với nhau một chén, em dám ngồi gặp khác. Anh Bình hả? Đang nói anh Bình hả anh Tè? Hình như mấy anh em cũng ở Sài Gòn không mà. Ê, mấy anh em cũng ở Hà Nội mà đúng không? Đâu có xa gì đâu. Một bán được chuẩn cụ nha. Một bán được chuẩn cụ. Em mua liền chuẩn. Bây giờ vậy gì ta, chắc chị lại khiêu chiến đi. Hello anh cua tiền tiền nha. Chắc chạy lại khiêu chiến quá. Khiêu Đức Sơn. Khiêu Đức Sơn thì dễ rồi. Xét tinh thì cũng dễ. Thôi đi xuyên thiếu Đức Sơn đi. Thiếu Đức Sơn. Đâu rồi? Đại lý. Vừa vô like thấy bạn anh nó phét quá hả? Hay là chạy ép tặc ta, ép tặc. Thôi chạy ép tặc kiếm ngọc 2 đi, còn kia chạy lúc nào cũng được. Chạy ép tặc đi. Ép tặc thì auto khỏe rồi. Rồi rồi, nhiệm vụ. Ép tặc vô lượng sơn. Đúng không? Đúng rồi, giờ đang ép tặc. Ép tặc thì auto gỡ auto chạy bao đỉnh rồi, chạy bao uy tín luôn. Kinh không hề nói chuyện, cứ quen lắm mà đòi gặp mấy bạn bè. Đâu vừa ra sao không đấy đâu. Sao nó lại chạy góc trên này? Đúng ra nó phải chạy từ góc dưới này chứ. Dưới này sao nó thường nó ra hơn. Còn một ạc nào không theo nữa. Rồi khỏe. Anh em nào chưa có auto LCT import em nha. Em share cái link cho, share cái link. Sao phải ở dài. Trời mới được update cái chủng đới thấy xôn xao dư luận quá. Xong sao dư luận quá trời luôn. Nên là thôi chắc là phải làm lại. Chung đó nó làm loạn nó hết trơn. Đâu rồi ta? Tu tí âm nhạc. Tí y sĩ. Video đã xem cái list nhạc Trung Quốc bờ hợp đó ta, list nhạc Trung Quốc.
风吹散我斑斑的离合，吹动停止的秒针。